Truyền thông địa phương cho biết, bão mạnh kèm mưa to và sức gió lên tới 70 km/h đã gây thiệt hại trên diện rộng, làm đổ gãy nhiều cột điện, cũng như cô lập nhiều tuyến giao thông. Sân bay và dịch vụ tàu phà trên toàn tỉnh bị ngưng trệ. Ngoài ra, hai giàn khoan khí đốt tự nhiên tại Vịnh Thái Lan nằm trong đường di chuyển của bão cũng đã tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, tại đảo Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani lân cận, khoảng 20.000 du khách đang bị mắc kẹt do nơi này đã bị cô lập hoàn toàn với đất liền. Mọi phương tiện giao thông ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 1. Nhiều đảo khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán du khách và người dân đến các khu lánh nạn an toàn. Hiện bão Papuk đã suy yếu và đang hướng ra biển Andaman. Song do ảnh hưởng của bão, mưa lớn và gió mạnh vẫn sẽ tiếp tục hoành hành tại một số tỉnh khác ở miền Nam Thái Lan, trong đó có tỉnh Phuket.